Mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin sóng TV ngày hôm nay. Bất ngờ Trung Quốc bên vực Việt Nam khi bị các nước châu Âu muốn chia rẽ Nga và Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, hẳn chính sách ngoại giao Việt Nam là một trong những chủ đề được quốc tế bình luận nhiều nhất trong năm 2022. Sau khi xung đột Đông Âu mà theo đó, những lá phiếu của Việt Nam về vấn đề này tại Liên Hợp Quốc đã trở thành chủ đề trên khắp các mặt báo, hàng loạt bài viết công kích. Với bao điều xuyên tạc tương đối ngoại giao Việt Nam chỉ trích, Việt Nam rồi cảnh báo sẽ để lại nhiều hệ lụy đối với Việt Nam, thậm chí lo ngại Việt Nam sẽ bị phương Tây trừng phạt. Tuy nhiên, quốc gia được cho là sẽ trừng phạt. Việt Nam lại liên tục khẳng định muốn nâng tổng quan hệ với Việt Nam, khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng chủ chốt với họ. Điều này không biết có phải đến từ lý do phương Tây không nên chọc tức Việt Nam về quan hệ với Nga như lời khuyên của một bài viết được báo Trung Quốc đăng tải hay không, và chúng ta cũng nên hiểu chính sách cân bằng ngoại giao của Việt Nam như thế nào cho đúng. Thưa các bạn, chúng ta thừa nhận rằng xung đột đông âu đã và đang thử thách bản lĩnh của các quốc gia trên thế giới nó cho thấy chính sách ngoại giao đúng đắn vào thời điểm này có thể quyết định tới sự an nguy của một quốc gia bởi cứ nhìn phương tây đã bị cuốn vào vòng xoáy như thế nào cứ nhìn chiến trường nước anh hỗn loạn ra sao đủ biết nếu không vướng tay trèo những nước nhỏ như việt nam dù cách xa cả hai bờ đại dương vẫn dễ rơi vào vòng xoáy của xung đột Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sắp nhập bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine thông qua trưng cầu dân ý. Việt Nam nằm trong nhóm 35 nước bỏ phiếu trắng. Điều này có nghĩa Việt Nam kiên định lập trường về vấn đề xung đột Đông Âu. Quan điểm lập trường của Việt Nam về vấn đề này là rất khách quan và rõ ràng. Tuy nhiên cũng giống như những lần trước, ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu trên một số diễn đàn, mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước tiếp tục đưa ra những đội địa xuyên tạc cho rằng quan điểm của Việt Nam mà chung chung không rõ ràng là thuật lùi. Thêm một lần nữa, lá phiếu khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Việt Nam trở thành ngoài lề trong khối ASEAN để lại nhiều hệ lụy đối với Việt Nam. Việt Nam sẽ nhận được sự trừng phạt của phương Tây. Nói về lo sợ với ủy phương Tây trừng phạt thì trước đó đã có một bài viết rất đáng chú ý khi bình luận về chính sách này của Việt Nam. Bài viết kẹp giữa phương Tây và Nga, người Việt Nam có thể tiếp tục đôi bên được báo Trung Quốc đăng tải lại kênh xin được tóm tắt lược một số nội dung chính của bài báo như sau. Một bài báo cho rằng cuộc chiến của nga ở ukraine sẽ khiến nhiều quốc gia rơi vào tình thế khó khăn. Việc duy trì quan hệ lành mạnh giữa moscow và ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương tây, một trong những quốc gia như vậy là việt nam. Mặc dù có sự hợp tác chặt chẽ về vấn đề quân sự, nhưng việt nam và nga có quan hệ sai nhau trong nhiều thập kỷ. Nhất là khi quan hệ nga trung được tăng cường thì quan hệ nga việt nam lại đi xuống. Điều đó thể hiện lập trường của Nga về tranh chấp Biển Đông và các vấn đề ở sông Mekong cũng không phù hợp với lợi ích chiến lược của Việt Nam. Trước những lời ra tiếng vào, thậm chí là sự bé dìu của phương Tây, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam với Nga vẫn tồn tại cho sự phụ thuộc vào Hà Nội, vào vũ khí của Nga do... Yếu tố Trung Quốc và hệ tư tưởng chung, mặc dù Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga nhưng không muốn đứng về phía nào và làm tổn hại đến quan hệ với nước phương Tây, Việt Nam sẽ cố duy trì mối quan hệ với cả Moscow và Washington cũng như các quốc gia phương Tây khác, do đó các nước phương Tây có thể dùng nhiều cách khác nhau để gây áp lực buộc Việt Nam phải thay đổi lập trường. Nhưng điều đó có thể phản tác dụng cuối cùng, tác giả bài báo kết luận. Dù quan hệ Việt-Nga có sâu rộng đến đâu, chúng ta cũng không được chọc tức họ nó sẽ chỉ thay đổi chính sách thân Nga khi phe thân Nga ở Việt Nam không còn nắm quyền hoặc khi Việt Nam thực sự nhận ra những tác động bất lợi của việc thân Nga. Thưa các bạn, trên đây là những quan điểm cá nhân góc nhìn tác giả Dires Russ, nhà phân tích quốc phòng cấp cao, giáo sư trợ giảng tại đại, đại học Nam California. Trước đây, ông từng là thông tin viên tình báo cho trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương của Mỹ. Cốc nhìn của ông có những điều chưa chính xác, nhưng quả thực nó phản ánh Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực trong việc cân bằng quan hệ giữa Nga và phương Tây. Mà chính xác ở đây là Mỹ và Việt Nam đối phó với thách thức này như thế nào, có tác động quan trọng tới định hướng tương lai của ngoại giao Việt Nam và tương lai quan hệ giữa phương Tây và Việt Nam, cũng như Việt Nam với các nước lớn khác. Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại đang cho thấy Việt Nam đã cân bằng rất tốt mối quan hệ với cả hai siêu cường Nga-Mỹ mà chưa thấy bất kế sự trừng phạt nào theo lo ngại của ai đó, Mỹ muốn Việt Nam chống nước Nga để phản đối cuộc chiến để duy trì thế một cực, còn Nga thì muốn Việt Nam ủng hộ Nga vì muốn một thế giới đa cực, trong đó Nga là một cực quan trọng, nhưng Việt Nam đã bỏ phiếu trắng thực chất là trung lập, không theo Nga cũng chẳng đứng về phía Mỹ. Theo lẽ thường, mối quan hệ Việt-Nga Chắc gì Việt Nam đã đáp ứng kỳ vọng của ông Putin. Ngược lại, xét mối quan hệ Việt-Mỹ, ông Biden cũng chẳng vui. Nhưng sau 8 tháng, dường như mối quan hệ Việt-Nga hay Việt-Mỹ lại có thêm những thành tựu mới. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Max thậm chí còn lên truyền hình. Nói về việc nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ, càng gậy sự uyên chuyển cho nhà ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Verniriskin, thăm Việt Nam hồi tháng 9 đánh giá cao. Mối quan hệ hai nước trợ lý người giao Mỹ Daniel Christian Ring hồi tháng 10 khi phân tích về chiến lược an ninh mới của Mỹ khẳng định Việt Nam là chủ chốt trong chính sách của Mỹ ở châu Á và Thái Bình Dương. Mặc phái viên John Kennedy trong năm 2022 với ba lần tới Việt Nam và mang theo thông điệp Tổng thống Biden rất muốn thăm Việt Nam. Còn phía Nga hồi tháng 7, Bộ trưởng Sergei Gravrov sang thăm Việt Nam khẳng định tầm quan trọng và vị thế của Việt Nam với Nga. Rồi hồi tháng 10 trong chuyến gặp bên lề ở Kazakhstan với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Tổng thống Putin thêm một lần nữa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga ở khu vực Đông Nam Á. Vậy là ngoài một số cá nhân tổ chức lên án Việt Nam thì về mặt chính luận hai siêu cường theo dự đoán trừng phạt phải chỉ trích Việt Nam lại phải tiếp tục khẳng định tổng quan trọng với Việt Nam phải chăng đó là cách họ thể hiện không chọc tức Việt Nam hay là bởi chính sự độc lập nhất quán của Việt Nam đang giúp giá trị Việt Nam lan tỏa. Các bạn thân mến, chưa biết tương lai sẽ diễn biến xung đột Đông Âu ra sao, Việt Nam sẽ bỏ phiếu nào. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã luôn thể hiện sự kiên định về lập trường trước xung đột ở Đông Âu, cũng như sự độc lập trước các vấn đề của quốc tế. Việt Nam đã nhiều lần nêu liên quan điểm của chính thức của mình. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đàm phán và thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Đại sứ Đặng Hoàng Giang tiếp tục khẳng định Việt Nam theo dõi sát và đặc biệt quan ngại trước các diễn biến gần đây tại Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo tuân thủ hiến trường Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trước đó. Tại họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề Nga sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine, phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Cũng phải nhắc thêm rằng, vào tháng 5 năm 2012, ở Washington DC Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không chọn bên nào mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của pháp luật quốc tế, hiến trường Liên Hợp Quốc, bình đẳng tất cả củng cố, có lợi ích, thắng xói chiếu vào cuộc xung đột ở Đông Âu. Mối quan hệ tốt đẹp với Nga không phải là lý do cơ bản khiến Việt Nam bỏ phiếu trắng trong việc tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga quan điểm nhất quán của việt nam là tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình ngược lại mối quan hệ đang lên với mỹ không khiến việt nam bị tác động hay áp lực từ phía mỹ để liên minh liên kết với phương tây chống lại nga chính sách quốc phòng của việt nam với bốn nguyên tắc không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào không liên minh với bất kỳ quốc gia chống lại các quốc gia khác không cho phép bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ việt nam cũng đã nêu rõ điều này đã thể hiện rất rõ quan điểm này của việt nam vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy không chỉ với vấn đề đông âu trong tất cả các mối quan hệ quốc tế việt nam không chọn phe việt nam không liên minh liên kết với bất kỳ nước nào càng không bị tác động bởi một nước lớn nào chính sách ngoại giao của việt nam và tiếng nói dân tộc việt nam độc lập tự chủ đảm bảo lợi ích quốc gia và tôn trọng lộc pháp quốc tế Việt Nam là nước nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam bị phụ thuộc vào nước lớn, chịu sức ép của nước lớn và sẽ không nước nào có thể tác động hay làm thay đổi lập trường Việt Nam trừ khi Việt Nam thấy cần phải thay đổi. Điều đó cho thấy sự khéo léo của Việt Nam thì cân bằng mối quan hệ với siêu cờ thế giới. Không chờ phương Tây phải trực tức, càng không phải khi thấy bất lợi vì thần Nga mà thay đổi. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.